Salah chính là hung thần của Manchester United. Với một bàn thắng và hai kiến tạo, qua đó đóng góp vào thắng lợi 3-0 của Liverpool ngay tại Old Trafford. Mohamed Salah một lần nữa cho thấy cái duyên trước Manchester United ở sân chơi Premier League. Salah đã ghi 15 bàn vào lưới Manchester United trên mọi đấu trường. Trước trận đấu tâm điểm vòng 3 Premier League, Mohamed Salah chính là cầu thủ có nhiều lần ghi bàn vào lưới Manchester United nhất trên mọi đấu trường với 14 bàn sau 15 trận. Ngôi sao người Ai Cập bỏ khá xa những chân sút khác như Steven Gerrard, 9 bàn, Dick Forsor, 8 bàn, Gordon Hodgson, Harry Chambers, 7 bàn, hay Michael Owen, 6 bàn. Dù biết được sự nguy hiểm của Salah nhưng Manchester United không thể ngăn cản Salah. Sau khi kiến tạo hai bàn thắng trong hiệp 1 cho Luis Diaz, ngôi sao người Ai Cập đã đích thân ghi bàn thắng ở hiệp 2, ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho Liverpool. Tất nhiên, 2/3 trong những bàn thua của Manchester United có lỗi cực lớn từ Casemiro. Theo Opta, tính riêng ở đấu trường Premier League, Salah đã in dấu giày trong 18 bàn thắng vào lưới Manchester United, bao gồm 12 bàn, 6 kiến tạo, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào trong lịch sử giải đấu. Ngoài ra, Salah cũng đã ghi bàn trong cả 7 chuyến viếng thăm Old Trafford gần nhất trên mọi đấu trường với tổng cộng 10 bàn thắng. Theo thống kê, Manchester United chính là con mồi yêu thích nhất của Salah. Anh đã 15 lần xé lưới quỷ đỏ trên mọi đấu trường. Đứng sau Man UTD lần lượt là Tottenham, 12 bàn, West Ham, Man City, 11 bàn và Arsenal, 10 bàn. Ở Premier League mùa này, Salah đã ghi bàn ở cả 3 vòng đấu mở màn. Với 3 bàn thắng, ngôi sao của Liverpool đang xếp thứ 2 trong cuộc đua vua phá lưới, tạm thời bị Erling Haaland của Man City bỏ cách khá xa. Hiện tại, trung phong người Na Uy đang có 7 lần lập công.